Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề Thủy và cuộc sống phát sóng định kỳ trên sóng truyền hình TRT vào 21 giờ 15 tối thứ tư tuần thứ nhất và thứ ba hàng tháng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tốc độ phục hồi của các doanh nghiệp sau đại dịch còn chậm, nhưng chi như cục thủy thành phố Huế vẫn nỗ lực để thực hiện có hiệu quả dự toàn thu ngân sách trong năm 2022. Đây là nội dung chính trong phần đầu của chương trình hôm nay. Tiếp đó, trong một bàn cơm quan tâm sẽ có những nội dung giới thiệu về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và quy định mức thu một số khoản phí lệ phí trong kinh doanh vận tải. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Huế đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh có sự hồi phục, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh đã phát huy tác dụng, giúp người nộp thuế sớm trở lại ổn định kinh doanh và phát triển. Trước tình hình đó, Chi cục thủy thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp giải pháp có hiệu quả. Lực lượng công chức, người lao động trong toàn chi cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra. Phòng sự sau ghi nhận về công tác thuế trong năm 2022 của Chi cục thuế thành phố Huế. Tính đền hiện ngày 15 tháng 12 năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Huế đã thực hiện được khoảng 990 tỷ đồng, đạt 118,87% dự toán. Tổng thu không tình tiền sử dụng đất 700 tỷ đồng, đạt 120% dự toán giao. Tiền sử dụng đất thành phố thu được 250 tỷ đồng, đạt 111,99% dự toán giao này đặc biệt trong năm 2022, chi cục thuế đã thực hiện tốt công tác chống thất thu ngân sách. Trong lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản đã xử lý lũy kế 475 hồ sơ, thu thêm gần 4,8 tỷ đồng. Lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân, chi cục thuế phối hợp với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm hành chính công thành phố tiếp nhận hơn 1.614 hồ sơ. Sổ thuế xây dựng nhà ở tư nhân thu được đến ngày 15 tháng 12 năm 2022 là 12,25 tỷ đồng chống thức thu thuế đối với hoạt động mua bán cung cấp hàng hóa dịch vụ đối với các cá nhân kinh doanh trên nền tảng số địa bàn thành phố Huế đã thực hiện được hơn 700 triệu đồng. Kết quả thu vàng lai đã lập bộ theo dõi 95 doanh nghiệp, lùi kể đến 15 tháng 12 thu được 24 tỷ đồng. Các kỳ giải pháp chống thức thu chi cục thuế đã thực hiện trong thời gian qua về riêng về trọng thức thu chủ nhiệm bất động sản về thi tập trung thực hiện chỉ thị của tổng cục thuế chỉ đạo của cục thuế thực hiện tốt quản lý thu, chống thất thu trong chuyển nhận bất động sản với giải pháp tiên phong, hậu kiệm, không những xử lý hồ sơ đảm bảo thời gian mà còn chống được thất thu thuế. Chống thất thu trong xây dựng nhà ở tư nhân phối hợp với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của trung tâm hành chính công. Thành phố thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân hiệu quả hơn. Chống thất thu trong hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản vãng lai. Lập bộ theo dõi tình hình thu nộp phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để tăng cường quản lý thu đối với hoạt động kinh doanh bất động sản xây dựng bảng lai chủ động khai thác thông tin các nhà thầu hoạt động kinh doanh xây dựng bảng lai ngoài tỉnh thi công trên địa bàn tỉnh thành phố thông qua nhiều kênh thông tin như phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp của thành phố ban quản lý dự án để được cung cấp thông tin bố trí công chức thường xuyên khảo sát địa bàn để nắm bắt tình hình các dự án kinh doanh xây dựng lắp đặt bản hàng bảng lai ngoài tỉnh trên địa bàn tăng cường công tác quản lý các hộ cả nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử nhằm chống thất thu ngân sách trên địa bàn thành phố theo chỉ thị của cục thuế. Hiện nay chi cục thuế đang quản lý 4.547 doanh nghiệp, trong đó 3.488 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nguồn lực tài chính hàng hẹp, năng lực cạnh tranh thấp, nên tình hình phát triển nguồn thu mới từ năng lực sản xuất tăng thêm của các doanh nghiệp không đáng kể, ảnh hưởng đến tăng trưởng nguồn thu trên địa bàn thành phố Huế. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn có sự tăng trưởng tốt và đảm góp đáng kể cho ngân sách thành phố. Đơn cử như công ty cổ phần xăng dầu DKC Huế, dù chưa có nhiều thâm niên trong thị trường bán lẻ xăng dầu ở Thừa Thiên Huế, nhưng DKC Huế cũng đã góp phần cung ứng xăng dầu cho thị trường với sản lượng khoảng 1.500 m khối một năm, với doanh thu trung bình trên 35 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước gần 400 triệu đồng. Trở thành thành viên của tập đoàn Thiên Minh Đức từ cuối năm 2018, một tập đoàn lớn trong lĩnh vực bảng buôn xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ, DKC Huế đã phát huy được vị trí và thể mạnh của mình. Đây cũng là doanh nghiệp sớm ứng dụng hóa đơn điện tử trong mua bán hàng hóa. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, để cung cấp hóa đơn cho khách hàng, trước đây mỗi năm công ty phải in ra hơn 3.000 hóa đơn bằng giấy, vừa tổn kém chi phí, vừa nguy cơ hư hỏng, mất mát, cũng như sai sót trong quá trình quản lý và sử dụng hóa đơn nay thay thế hóa đơn điện tử đã mang lại rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Thứ nhất là việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Từ việc giảm quy trình phát hành, nhanh chóng gửi và nhận hóa đơn chỉ cần một cái nhấp chuột, đến việc rút ngắn thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn và tiết kiệm chi phí cho mỗi hóa đơn. Thứ hai là việc sử dụng hóa đơn điện tử an toàn, bảo mật, hạn chế hóa đơn giả và giảm tranh chấp liên quan đến hóa đơn. Thứ ba là dễ dàng trong việc hoạch toán, đối chiếu số liệu và quyết toán thuế. Thứ tư là thuận tiền đăng ký sử dụng, thuận tiện trong việc sử dụng và không cần lập báo cáo tình hình sử dụng. Cùng với lực lượng doanh nghiệp, sự đóng góp của các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố cùng là nguồn đáng kể cho ngân sách. Ông Võ Tần Thái, một hồ kinh doanh văn phòng phẩm, sách và thiết bị trường học, khả phần khởi khi cả hoạt động kinh doanh buôn bán trên địa bàn đang phát triển trở lại. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ của nhà nước về thuế cũng đã phát huy tác dụng đối với những cơ sở kinh doanh nhỏ như ông. Ngoài ra, năm 2022, ngành thuế triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động iTax e Mobile đã góp phần giúp người nộp thuế thuận tiện hơn. Cùng với tinh thần phấn khởi khi thị trường kinh doanh buôn bán đã dần lấy lại được nhịp phát triển là hồ kinh doanh Nguyễn Văn Phường, cơ sở sản xuất thương hiệu trà cung đình Đức Phường nổi tiếng. Các sản phẩm trà của cơ sở được bao chế bởi 16 vị thảo dược cung đình, nguồn gốc thuần thiên nhiên, tinh chế theo bí quyết gia truyền là sản phẩm tốt cho sức khỏe được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Với hơn 17 năm xây dựng thương hiệu, trà cung đình Đức Phường đã gặp mặt trên các hệ thống siêu thị trong cả nước. Ngoài việc phát triển kinh doanh, cơ sở này cũng thực hiện tốt chính sách thuế cũng như sớm ứng dụng hóa đơn điện tử trong quá trình bán hàng hóa. Sau khi chuyển đổi qua cái dạng uh, chuyển đổi số kỹ thuật số và liên quan đến vấn đề là hóa đơn điện tử á, thì cơ sở cảm thấy cực kỳ là là rất là tiện nó không còn vất vả như ngày xưa nữa ngày xưa mỗi lần phải đi mua uh, mua từng cuộn về rồi viết hóa đơn rồi chuyển giao cho khách mỗi lần chuyển là phải chuyển bằng đường bưu điện rồi cho người phát nhưng mà sau này chuyển qua cái hệ thống mà hóa đơn điện tử nó cực kỳ là nó rất tiện mình chỉ cần viết hóa đơn một cái đơn giản mình chuyển qua số điện thoại zalo hay là Gmail cho người ta là người ta sẽ nhận được nên đó là một cái 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 chuyển đổi mà một cái thay đổi là rất là, là thuận tiện cho doanh nghiệp ứng dụng của Etac Mobile bay thì thực ra là nó nó giúp đỡ cho những người hộ cá nhân em rất nhiều. Cái quan trọng nhất là là chủ động thời gian, chủ động thời gian thứ hai là tiết kiệm thời gian, chi phí à, và mình dễ có cái tra cứu cái nghĩa vụ thuế trên đó mà không phải đi xuống đội thuế à, và muốn nộp thuế thì bất cứ lúc nào à, ngân hàng nào cũng được là nó, nó nói chung là nó tạo thuận lợi rất nhiều cho những người nộp thuế. Bên cạnh thực hiện tổ công tác quản lý nguồn thu ngân sách năm 2022, Chi cục thuế Thành phố Huế còn tập trung triển khai đúng lộ trình chương trình hóa đơn điện tử. Hiện nay, Chi cục thuế đã chấp nhận 2.656 doanh nghiệp, chiếm 90,4% doanh nghiệp và 180 trên 186 hồ kê khai sử dụng hóa đơn điện tử. Số doanh nghiệp còn lại chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là các doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh hoặc không phát sinh hoạt động. Chi cục thuế tiếp tục ra soát hộ kinh doanh và doanh nghiệp phát sinh những đơn vị đã hết thời gian tạm nghỉ kinh doanh nhưng chưa đăng ký hóa đơn điện tử về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Trong công tác tuyên truyền năm 2022, Chi cục thuế tiếp nhận hướng dẫn giải đáp chính sách thuế trực tiếp tại cơ quan thuế, đồng thời trả lời vướng mắc của người nộp thuế bằng văn bản 18 lượt, khai thuế điện tử 6.178 hồ sơ, khai quyết toán thuế 344 hồ sơ, giải quyết khoan thuế 313 hồ sơ hướng dẫn và trả lời các chính sách thuế trực tiếp cho người nộp thuế, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hồ cá thể. Nhưng công văn các loại đăng ký cấp mã số thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế thu nhập cá nhân, đơn nghị của hộ kinh doanh tại bộ phận một cửa. Tuyên truyền chính sách pháp luật thường xuyên thông qua các bài đăng trên Zalo, Facebook của chi cục thuế, tích cực trả lời những vướng mắc của người nộp thuế trực tiếp trên mạng xã hội, đường dây nóng gửi email tuyên truyền về chính sách pháp luật cho tất cả doanh nghiệp thuộc phạm vi chi cục thuế quản lý để mạnh nâng cao tăng cường chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra thuế thực hiện tốt công tác cải cách hiện đại hóa ngành thuế tăng cường các giải pháp các nguồn thu tăng cường công tác phối kết hợp với ủy ban nhân dân các phường xã các cơ quan ban ngành trong triển khai thực hiện công tác quản lý thuế phối hợp thường xuyên và kịp thời với ủy ban nhân dân các phường xã trong việc nắm bắt tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh thành lập các tổ thu hồi nợ phối hợp các ban ngành thành phố triển khai các khoản thu như tiền sử dụng đất, các khoản phí và lệ phí. Có thể thấy với những cách tiếp cận linh hoạt, nhất là trong giai đoạn khó khăn do đại dịch, công với việc triển khai nhanh chóng, chính xác các chính sách hỗ trợ trong năm 2022 đã góp phần vực dậy các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó giúp kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố khôi phục và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ đó, Chi cục thuế thành phố Huế đã hoàn thành xuất sắc công tác quản lý thuế trên tất cả các phương diện những kết quả đạt được trong quản lý thuế và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở chi cục thuế thành phố Huế trong năm qua là tiền đề quan trọng tạo cơ sở để xây dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh về triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 11 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 67 hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Trước đó, ngày 29 tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư 59-2022-TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí lệ phí trong kinh doanh vận tải nhằm góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải trước những khó khăn do COVID-19 cũng như biển đồng của giá nhiên liệu trong thời gian qua. Thông tư số 67 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 và áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tình thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. Thông tư gồm 8 điều hướng dẫn doanh nghiệp về nghĩa vụ thuế khi trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Nguyên tắc sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nghiệp vụ thuế khi doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích, không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích quỹ hàng năm. Quản lý tài sản hình thành từ quỹ, quản lý quỹ trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng quỹ. Về thông tư số 59 có các quy định đáng chú ý như sau: giảm phí lệ phí lĩnh vực kinh doanh vận tải. Cụ thể, thông tư 59-2022-TT-BTC quy định giảm từ 20-50% một số loại phí lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải. Cụ thể, giảm 20% phí trong tải tàu, thuyền, hoạt động hàng hải nội địa, phí đảm bảo hàng hải hoạt động hàng hải nội địa, lệ phí ra vào cảng biển hoạt động hàng hải nội địa giảm 20% mức thu đối với 7 trên 10 nội dung thu phí trong hai khoản phí thẩm định cấp chứng chỉ giấy phép giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng, cấp giấy phép ra vào khu vực hàng chế tại cảng hàng không sân bay, phí đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tàu bay. Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí trên bảo đường thủy nội địa và lệ phí ra vào cảng biển thủy nội địa. Thông tư 59/2022/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Như vậy, thời gian giảm phí lệ phí trong lĩnh vực kinh doanh vận tài sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Chương trình thủy và cuộc sống của Đại Phật Thanh và Trường Thiền Thiên Huệ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ngại, chào tạm biệt.